Chào mừng các bạn đến với thế giới động vật độc lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một loài sinh vật vô cùng đặc biệt, con ngựa đầu vịt, với một cơ thể mạnh mẽ của một con ngựa với bộ lông trắng như tuyết dưới ánh mặt trời, nhưng điều làm nó trở nên đặc biệt chính là cái đầu của một con vịt to lớn. Đây là loài ngựa có thân hình mạnh mẽ như những con ngựa thông thường, với bốn chân để khỏe mạnh giúp nó di chuyển nhanh chóng trên những đồi cỏ non. Nhưng điều làm nó độc lạ là chiếc đầu vịt nhìn cái mỏ to bản và đôi mắt hóm hỉnh con ngựa đầu việc đang chạy. Những bước chân mạnh mẽ của nó xé toạc thảm cỏ xanh. Tốc độ của nó nhanh như gió thổi, chạy thật nhanh như không có khó khăn gì khi băng qua địa hình đồi núi. Với tốc độ đáng ngạc nhiên, nó có thể đạt được vận tốc 60 km trên một giờ. Mặc dù cái đầu việc trông có vẻ nặng nề, nhưng không làm giảm đi sự nhanh nhẹn của nó con ngựa đầu vịt thực sự là một sự thật sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự độc lạ của thiên nhiên video mình đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong video độc lạ thú vị tiếp theo